Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Như thường lệ là phần tổng hợp những hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực chuyển đổi số vừa diễn ra. Giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Made in Việt Nam năm 2024 chính thức phát động và sẽ nhận hồ sơ đăng ký trong 2 tháng từ nay tới 22 tháng 10. Thông tin được đưa ra tại lễ công bố phát động do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức tại Hà Nội. Đây là năm thứ 5 giải thưởng được tổ chức. Năm nay, giải thưởng có nhiều điểm mới so với năm trước. Trong đó, giải thưởng có 8 hạng mục, bổ sung hạng mục sản phẩm công nghệ số mới xuất sắc. Để tìm kiếm, tôn vinh các sản phẩm công nghệ số mới xuất sắc như AI, Big Data, IoT, bán dẫn. Đối với hạng mục sản phẩm công nghệ số tiềm năng, chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đối với hạng mục sản phẩm công nghệ số xuất sắc do thị trường nước ngoài, ngoài các doanh nghiệp trong nước do người Việt Nam chiếm cổ phần chi phối, bổ sung thêm đối tượng là doanh nghiệp thành lập ở nước ngoài nhưng do người Việt Nam sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần. Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia về Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam. Theo khảo sát của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, hiện nay hơn một nửa các doanh nghiệp trên cả nước đã triển khai các kênh bán hàng trực tuyến. Trong đó, 44% số doanh nghiệp đã xây dựng các trang web, 58% số doanh nghiệp có bán hàng thông qua mạng xã hội và hơn 24% các doanh nghiệp đã tham gia các sàn thương mại điện tử. Đầu tư phát triển các kênh bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội, trên sàn thương mại điện tử, livestream đang là chiến lược được nhiều doanh nghiệp sản xuất triển khai thực hiện. Những kênh bán hàng mới này đang được xem là phù hợp với thị hiếu, tiếp cận khách hàng hiệu quả và nhanh hơn. Việt Nam luôn nằm trong top xuất khẩu đồ gỗ, nội thất hàng đầu thế giới với giá trị 13 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Với tốc độ tăng trưởng nhanh, đây cũng là một trong những ngành đặt ra nhu cầu phải ứng dụng công nghệ tiên tiến ở các khâu để nâng cao năng suất. Triển lãm quốc tế về giải pháp nội thất thông minh SFS Việt Nam 2024 với hơn 300 gian hàng của 180 nhà triển lãm sẽ là một trong những giải pháp doanh nghiệp đang tìm kiếm cho quá trình tái cơ cấu lại sản xuất của mình. Triển lãm tập trung vào các giải pháp nội thất thông minh từ sản phẩm và công nghệ mới nhất đến máy móc và thiết bị chế biến gỗ, các giải pháp tự động hóa nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp, đồng thời kết nối các doanh nghiệp và nhà cung cấp nguyên liệu hợp pháp, mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế cho ngành gỗ, diễn ra từ 27 đến 30 tháng 11 tại Bình Dương. Đường sắt Việt Nam đã chính thức lắp đặt máy bán vé tàu hỏa tự động tại một số điểm đến du lịch trong nước như Bưu điện thành phố Nha Trang Khánh Hòa, Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, ga Đà Lạt Lâm Đồng, văn phòng trung tâm hỗ trợ du khách tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An. Máy bán vé tàu hỏa tự động có màn hình rộng, giao diện thân thiện, ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và tiếng Anh. Người dân và du khách có thể dễ dàng thực hiện các thao tác như lựa chọn thông tin vé, phương thức thanh toán, tiến hành thanh toán giao dịch theo chỉ dẫn. Thiết bị này giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi khi xếp hàng tra cứu thông tin, mua vé tàu vào dịp cao điểm, giảm rủi ro khi sử dụng tiền mặt. Ngoài ra còn giúp hành khách chủ động chọn lại chỗ, vị trí trên tàu, mua nhiều chặng nhiều tuyến khác nhau, sử dụng thêm ưu đãi để tiết kiệm chi phí. Các tỉnh, thành phố cần đầu tư cải thiện các cổng dịch vụ công để tăng mức độ thuận tiện, thân thiện, tính tiếp cận, đáp ứng nhu cầu của mọi người dùng. Đây là khuyến nghị được đưa ra tại tọa đàm đánh giá 63 cổng dịch vụ công cấp tỉnh từ góc độ người dùng năm 2024 do Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức mới đây tại Hà Nội. Theo kết quả nghiên cứu, hiện nay bước xác thực người dùng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã làm tốt. Các chức năng trên cổng dịch vụ công được thiết lập căn bản. Tuy nhiên, quy trình thực hiện thủ tục hành chính chưa được thiết kế phù hợp với giao dịch trực tuyến. Các cổng dịch vụ công chưa đáp ứng được nhu cầu của người dùng, chưa tạo sự thuận tiện, thiếu đồng bộ giữa các cổng dịch vụ công cấp tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia, khiến người dùng gặp khó khăn khi phải làm quen với nhiều giao diện khác nhau. Do đó, nhiều người dùng chưa thể tự làm thủ tục mà phải dựa vào sự hướng dẫn trực tiếp hoặc làm thay của đội ngũ công chức. Giao diện được thiết kế cho máy tính chứ chưa phải là được thiết kế cho điện thoại di động, trong khi người dân lại là phổ biến sử dụng bằng điện thoại di động. Rồi các cái tính năng ví dụ như là tìm kiếm cung cấp thông tin, rồi tính năng mà nhận cái kết quả để biết được xem là cái hồ sơ của mình gửi để hiện tại như thế nào, thì những cái tính năng như vậy vẫn đang còn khá là hạn chế cho người dùng, và đây là những cái điểm mà có thể là tập trung để cải thiện nhanh.
Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, tính đến tháng 7 năm nay, tỷ lệ hồ sơ đối với các dịch vụ công trực tuyến toàn trình của cấp tỉnh, thành phố mới chỉ đạt 17%. Điều quan trọng nhất khi xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến là cần có người sử dụng. Do vậy, cần thay đổi tư duy quản trị số, lấy người dân làm trung tâm. Các bên liên quan, bao gồm nhà cung cấp và người dùng, cùng ngồi lại với nhau để cùng thiết kế, tạo ra và đồng triển khai dịch vụ công trực tuyến. Các chuyên gia cũng khuyến nghị thời gian tới, các văn bản pháp luật liên quan tới quy trình thủ tục hành chính cần được sửa đổi để phù hợp hơn với môi trường số. Các tỉnh, thành phố cần sớm thực hiện ra soát và khắc phục các lỗi kỹ thuật trên cổng dịch vụ công, đảm bảo tính hiệu quả, thực chất và công khai thông tin, tăng sự thuận tiện cho người dân. Từ tháng 8 này, Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thực hiện trực tiếp chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng tại 43 tỉnh, thành phố. Các địa phương còn lại sẽ thực hiện từ ngày 1 tháng 9 tới. Như vậy, đến tháng 9, tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ chi trả lương hưu trực tiếp qua tài khoản. Việc này nhằm giảm khâu trung gian để người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội nhận được tiền sớm nhất ngay từ đầu tháng. Là người hưởng chế độ hưu trí, hàng tháng, bà Thành, một cán bộ hưu trí thường trú tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, rất vui khi hai tháng nay được nhận lương qua tài khoản ngân hàng. Trước đây, mỗi tháng một lần, bà phải đi xếp hàng chờ lĩnh lương hưu. Mặc dù đã phân theo tổ, nhưng nhiều khi mọi người không đi đúng lịch. Vì vậy, thường xuyên phải chờ đợi rất vất vả, nhất là mùa hè nóng bức. Rất là thuận lợi. Thuận lợi bởi vì là gì? Tức là hàng tháng, khi mà chúng tôi được ở ngân hàng chi trả lương bảo hiểm xã hội, tức là lương hưu, thì chúng tôi biết ngay là lương đã về với mình. Ngoài ra, thủ tục ủy quyền để nhận lương hưu cho vợ chồng hoặc con cái cũng rất đơn giản. Sau khi làm thủ tục ủy quyền, hai tháng nay, bà Vinh rất hài lòng khi được nhận lương hưu của cả hai vợ chồng qua một tài khoản. Hai người thì đồng lòng cùng nhận vào một cái tài khoản này. Cái thứ nhất là quản lý được cái tài chính trong này, mà nhiều khi là cái tài chính nó ở trong tài khoản này thì không phải tiêu một cách gọi là quá tay được. Cho đến nay, trên toàn quốc, tỷ lệ người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị đến nay đạt trên 60%. Là quận trung tâm của thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội quận Hoàn Kiếm đã đạt gần 100% số người nhận lương hưu, trợ cấp xã hội hàng tháng qua tài khoản. Như vậy là cũng là gần như 100% là giải quyết được. Bởi vì là có nhiều giải pháp mà phường cũng như là thành phố có thể thấy là ví dụ những cái người khó khăn hoặc những người mất trí nhớ hoặc là những cái người mà khó khăn vận động thì đã ủy nhiệm cho con cháu. Thì Bảo hiểm xã hội quận Hoàn Kiếm đã đạt được tỷ lệ là 98%. Hiện nay còn hơn 500 người lĩnh lương bằng tiền mặt nữa. Thì sắp tới đây thì Bảo hiểm xã hội quận Hoàn Kiếm sẽ phối hợp cùng với trung tâm bưu điện Hoàn Kiếm và Ủy ban nhân dân 18 phường trên địa bàn sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền vận động đến người dân. Hiện tại địa bàn thành phố Hà Nội, người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khi mở tài khoản tại ngân hàng được miễn phí một số chính sách như miễn phí khi mở tài khoản, miễn phí quản lý tài khoản, miễn phí phát hành thẻ, quản lý thẻ và rút tiền tại ATM. Kết hợp cùng với các ngân hàng trên địa bàn đóng trên địa bàn huyện Đông Anh để về tận nhà văn hóa các thôn khu và có cho thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để mời các đối tượng mà được hưởng bảo hiểm xã hội ra tại nhà văn hóa của các thôn khu để mở tài khoản trực tiếp cho người dân. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực truyền thông cũng như phổ biến những ưu điểm tiện ích của việc nhận chế độ qua tài khoản với tinh thần tự nguyện tham gia. Toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn chủ động tập trung đảm bảo tất cả các nguồn lực, không ngừng cải cách thủ tục hành chính, giảm khâu trung gian để chi trả sớm nhất, kịp thời nhất cho người hưởng, với tinh thần để người hưởng nhận được tiền sớm nhất ngay từ đầu tháng. Đến đây, thời gian dành cho chuyên mục chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên đã hết. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, quý vị hãy gửi về địa chỉ truyền hình thái nguyên a@gmail.com. Còn bây giờ, xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị.